tác trở lại với các hãng công nghệ Mỹ. Kể từ thời điểm bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen từ hồi tháng 5 vừa qua, Huawei đã gặp không ít khó khăn khi không thể tiếp tục hợp tác và sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi các hãng công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên nhiều khả năng, chính phủ Mỹ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào Huawei trong tương lai gần, và cho phép Huawei có thể hợp tác với các hãng công nghệ Mỹ như trước đây. Mới đây, trong một bài trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, các công ty Mỹ sẽ được cấp giấy phép để có thể giao dịch với Huawei trong tương lai gần. Ông cũng cho biết đã có hơn 260 đơn yêu cầu xin cấp phép hợp tác cùng Huawei từ các hãng công nghệ Mỹ, và Ross khẳng định không phải tất cả các đơn này đều sẽ được thông qua, nhưng tiết lộ phần lớn các đơn sẽ được chấp thuận và sẽ sớm được diễn ra. Winber Ross không tiết lộ thời gian cụ thể cũng như danh sách chi tiết những công ty nào đã nộp đơn yêu cầu xin phép hợp tác với Huawei, nhưng điều này cho thấy rằng việc cấm vận Huawei của chính phủ Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến Huawei mà còn ảnh hưởng đến các đối tác của Huawei tại Mỹ, khi hãng công nghệ Trung Quốc là một trong những khách hàng bạo chi nhất, tính riêng trong năm 2018, Huawei đã chi đến 11 tỷ đô la Mỹ để mua các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ từ các hãng công nghệ tại Mỹ.